Xin chào tất cả các em, và hôm nay chúng ta lại quay lại với chủ đề 2, bài ca hòa bình, đến với phần lý thuyết âm nhạc và đọc nhạc. Đầu tiên, chúng ta đến với phần lý thuyết âm nhạc. Ký hiệu âm nhạc bằng hệ thống chữ cái Latin. Hoạt động đầu tiên, ôn tập bài đọc nhạc số 1. Đọc bài đọc nhạc số 1 theo đàn, vừa đọc vừa gõ phách nhẹ nhàng. Lại một lần nữa. Đọc nhạc kết hợp với gõ đệm theo video với tiết tấu đã học ở giờ trước. Hoạt động thứ hai, hình thành kiến thức mới. Quan sát bài đọc nhạc số 1, hãy nhận xét có gì mới trên bản nhạc. Và đó là hệ thống chữ cái để ký hiệu tên các nốt nhạc. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Đầu tiên, các em hãy nhận diện các chữ cái ứng với tên các nốt nhạc. Hai, hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của hai hệ thống chữ cái. Sau đây chúng ta có từ đồ re mi fa son la si đô, hệ thống 1. Tụi em quan sát đồ tương ứng với C, re tương ứng với D, mi e fa f son g la a si b do c. Ở hệ thống thứ hai, chúng ta chỉ thay đổi ở nốt si là từ b thành h.
hoạt động đầu tiên. Tìm hiểu bài đọc nhạc số 2. Đọc tên nốt nhạc trong bài. Hãy nêu ký hiệu âm nhạc đã học. Hãy nhận xét sự giống nhau và khác nhau của các tiết nhạc. Bài đọc nhạc số 2 được viết ở giọng đô trưởng, nhịp 2-4, tốc độ vừa phải. Các cao độ là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Các trường độ là trắng, đen, móc đơn và lặng đen. Bài có 4 tiết nhạc, 3 tiết giống tiết 1. Luyện tập bài đọc nhạc số 2, luyện gam, quãng và hợp âm rải. Đọc gam đô trưởng, vừa đọc vừa nhẹ nhàng gõ phách. B. Đọc các âm ổn định. C. Đọc quãng 2, đi lên và đi xuống. Đọc quãng 3, đi lên và đi xuống. Tiếp theo, cách thực hiện móc đơn trong nhịp 2-4. Nốt móc đơn thường có trường độ bằng nửa nốt đen. Cách thực hiện là một phách đọc hai nốt đơn bằng nhau. Hai nốt đơn bằng một hình nốt đen bằng một phách. Luyện tập gõ và đọc riêng hai nốt móc đơn trong một phách. Đơn đơn đen. Đơn đơn đen. Luyện đọc âm hình tiết tấu chủ đạo của bài. Đen, đơn, đơn, đen, 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 lặng. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc từng câu, gõ phách theo, dừng ở dấu lặng, ngăn đủ nốt ở
trắng là hai phách. Câu đầu tiên, đọc tên nốt nhạc theo trường độ. Câu 1, chú ý các mốc đơn trong một phách. Nghe đàn và đọc cả câu. Lại một lần nữa. Lần cuối cùng. Câu 2, đọc tên nốt nhạc theo trường độ của tiết nhạc 4. Lưu ý nốt mốc đơn. Nghe đàn, đọc câu 2. Lần cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc cả bài đọc nhạc số 2 với tốc độ chậm, gõ phách nhẹ nhàng. Lưu ý dừng ở dấu lặng ngăn đủ nốt trắng là hai phách. Rồi chúng ta đọc thêm một lần nữa. Bài đọc nhạc số 2 theo nền nhạc với tốc độ vừa phải, nhắn rõ phách để thể hiện tính chất hành khúc. Thank you.
Bây giờ chúng ta sẽ gõ đệm theo bài đọc nhạc số 2, sử dụng tiết tấu A của bài để gõ đệm. Đây là mẫu nhạc cụ tiết tấu, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. Rồi chúng ta cùng áp dụng nó vào bài đọc nhạc số 2. Dặn dò bài tập ở nhà. Đọc bài số 2 kết hợp với gõ đệm. Chép bài đọc nhạc số 2. Và cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh yêu quý.